Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về những hiểu lầm phổ biến về raw food cho mèo nha. Đây là những thông tin mà mình có, kinh nghiệm mình tổng hợp được từ những người mình quen biết và kinh nghiệm thực tế của mình trong gần 2 năm cho Sunny và Wendy ăn raw food hoàn toàn, không xen kẽ với hạt khô và pate. Nếu bạn đang có ý định cho bé mèo của mình ăn raw food, thì hy vọng là video này sẽ hữu ích cho bạn nha. Hiểu lầm đầu tiên đó là nhiều bạn nghĩ cho mèo ăn raw food nghĩa là mua một phần thịt nạc, không da, không mỡ, không xương. Phổ biến nhất là mình thấy các bạn hay mua ức gà, đem về nhà, cắt nhỏ ra rồi đưa cho mèo ăn sống và gọi như vậy là cho mèo ăn raw food. Nhưng đây là cách hiểu không đầy đủ về raw food. Vậy chúng ta nên định nghĩa raw food là gì? Nếu dịch sát nghĩa thì raw food tức là thực phẩm tươi sống, thức ăn thô, không trải qua quá trình chế biến ở nhiệt độ cao. Để nuôi con vật nào thì chúng ta cần xem xét là ở ngoài tự nhiên nó ăn gì thì chúng ta sẽ cho nó ăn tương tự. Cho nên raw food cho mèo nên là một chế độ ăn mô phỏng con mồi của mèo ở ngoài tự nhiên. Mèo là động vật săn mồi và là loài ăn thịt bắt buộc, nhưng mèo sẽ không xé con mồi ra, lọc bỏ phần da, mỡ, xương và chỉ ăn mỗi phần thịt. Trong tự nhiên mèo bắt và ăn toàn bộ con mồi, cho nên chế độ ăn raw food của mèo cũng cần bao gồm toàn bộ các thành phần như là đạm từ các loại thịt cá, nội tạng động vật, xương, mỡ, da và thậm chí là lông và móng, với tỷ lệ tương tự như là con mồi đó. Bộ lông và phần thức ăn còn sót lại trong dạ dày của con mồi cung cấp cho mèo một ít chất xơ. Phần chất xơ này tuy ít thôi nhưng nó sẽ giúp cho quá trình tiêu hóa của mèo mượt mà hơn và hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Tuy nhiên, hai loại nguyên liệu này không dễ tìm, cho nên khi làm raw food cho mèo, chúng ta có thể dùng một ít chất xơ từ các loại rau củ để thay thế. Nếu chúng ta chỉ cho mèo ăn mỗi phần thịt nạc trong thời gian dài thì cơ thể nó sẽ bị thiếu hụt, mất cân bằng dinh dưỡng mà sinh ra nhiều bệnh tật. Hiểu lầm phổ biến thứ hai đó là mèo ăn raw food sẽ to con và béo ú. Trên các diễn đàn chăm sóc thú cưng, mình thấy có rất nhiều thông tin nói là cho mèo ăn raw food đi, raw food nhiều dinh dưỡng lắm cho nên mèo sẽ to con và béo ú. Mình không biết là bạn đang muốn cho mèo ăn raw food vì bạn thích những bé mèo béo ú, hay là bạn còn lăn tăn chưa dám cho mèo ăn raw food vì bạn sợ nó sẽ béo. Nhưng mà theo kinh nghiệm thực tế của mình, nếu mèo ăn raw food hoàn toàn với một lượng phù hợp thì nó không béo nổi đâu. Mèo chỉ dừng ở mức độ cân đối và săn chắc thôi. Thậm chí là theo nhận xét của nhiều người thì hai bé mèo nhà mình còn bị gọi là gầy gò, còi dí, còi nhom, chứ không phải là cân đối nữa kìa. Nói gì tới to con hay là béo ú. Theo Hiệp hội Phòng chống béo phì cho thú cưng thì có đến 60% mèo ở Mỹ bị béo phì hoặc là thừa cân. Nhưng mà vấn đề là những người chủ nuôi mèo đang bình thường hóa việc béo phì của mèo. Rất nhiều người nuôi mèo tin là cân nặng đó hoàn toàn bình thường, mặc dù rõ ràng là mèo đã thừa cân hoặc béo phì rồi. Mình thấy điều tương tự cũng xảy ra ở Việt Nam. Dù có đến 60% mèo ở Mỹ là béo phì hoặc là thừa cân, nhưng mà theo thống kê thì chỉ có khoảng 16% người chủ nuôi ở Mỹ là cho thú cưng của họ ăn raw food thôi. Raw food rõ ràng không phải là lý do gây ra đại dịch béo phì. Những con vật sống trong môi trường tự nhiên cũng vậy. Khi nó tự tìm kiếm nguồn thức ăn, ăn đúng loại thức ăn được tạo hóa thiết kế dành riêng cho loài đó thì không có con nào béo hết. Mọi con vật sống trong môi trường tự nhiên đều chỉ ở mức bình thường, cân đối nếu như nguồn thức ăn ổn định, hoặc là nó sẽ gầy đi khi thiếu thức ăn. Chỉ có những con vật mà con người nuôi mới béo thôi. Không phải là vì nó được chăm sóc quá tốt, được ăn uống quá đầy đủ dinh dưỡng, mà những con vật đó tích nhiều mỡ là do nó bị cho ăn những loại thức ăn không phù hợp với chủng loài. Vậy chính xác thì điều gì có thể làm cho một con mèo trở nên to béo? Câu trả lời quen thuộc mà mình hay nghe đó là lượng calo nạp vào nhiều hơn lượng calo được đốt cháy. Mèo ăn quá nhiều mà lười biếng, ít vận động cho nên nó béo. Nhưng mà điều này không đúng đâu. Lúc trước mình có nghe một bạn kia chia sẻ là bạn đã nuôi mèo nhiều năm rồi. Bạn nuôi mèo bằng cơm là chính, nhưng mà con mèo nào cũng béo ú, núp na núp nít. Và đúng là bạn đó nói đúng. Nguyên nhân chính làm cho mèo béo là vì nó ăn nhiều đường và tinh bột, đặc biệt là đường hóa học, đường tinh luyện và các loại tinh bột tinh chế. Rất khó để tìm được các sản phẩm hạt khô và pate công nghiệp không chứa hai thứ này. Những trường hợp dù là ăn raw food nhưng vẫn thừa cân và béo phì mà mình biết thì thật ra các bạn chỉ thỉnh thoảng, lâu lâu mới cho mèo ăn một cử hai cử raw food thôi, chứ món chính của mèo vẫn là hạt khô. Mình nghĩ đây là lý do chính khiến nhiều người hiểu lầm là raw food sẽ làm mèo to béo.
đường và tinh bột khi đi vào cơ thể sẽ chuyển thành chất béo. Dù cơ thể mèo hoàn toàn không có nhu cầu tiêu thụ, nhưng mà nó rất dễ bị nghiện hai thứ này. Đặc biệt là khi mèo được cho ăn tự do, để chén hạt sẵn 24/7, mèo muốn ăn lúc nào thì ăn, thì không chỉ là thừa cân và béo phì, mà mèo còn dễ bị tiểu đường do tình trạng kháng insulin. Đường và tinh bột khi đi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành chất béo. Lượng chất béo này chính là mỡ. Dù cơ thể loài vật nào cũng cần có mỡ, cơ thể có một chút mỡ là điều tốt. Nhưng mình nghĩ ai cũng đồng ý là cơ thể có quá nhiều mỡ sẽ là điều không tốt. Số mỡ này sẽ tích ở dưới da, bao phủ xung quanh nội tạng, bám dọc theo lòng mạch máu và làm hẹp lòng mạch máu của mèo. Bạn cứ tưởng tượng mạch máu giống như một con đường, còn máu giống như xe cộ lưu thông trên đường vậy. Khi mỡ đóng dày lên thì con đường đó bị hẹp lại, xe cộ bắt buộc phải lưu thông chậm hơn, lượng máu vận chuyển để nuôi các cơ quan trong cơ thể bị giảm đi. Và trường hợp xấu nhất là kẹt xe hoàn toàn, những cơ quan không có máu đến nuôi sẽ bị hoại tử và có thể làm mèo tử vong. Nói tóm lại thì raw food chỉ giúp những bé mèo đang quá ốm hoặc là đang quá béo trở về trạng thái bình thường, khỏe mạnh và cân đối thôi, chứ nó không làm mèo béo đâu. Hiểu lầm thứ ba đó là mèo ăn raw food nhiều dinh dưỡng cho nên nó sẽ lớn nhanh. Theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì ngược lại, mèo ăn raw food sẽ lớn rất chậm và dậy thì cũng rất trễ. Trễ hơn nhiều so với những bé mèo ăn thực phẩm công nghiệp như là hạt khô và pate. Mình nuôi hai đứa từ khi nó tầm 2 tháng tuổi. Hàng tháng nó tăng cân đều nhưng mà không có nhiều. Đến lúc 12 tháng tuổi thì nó vẫn chỉ trong quá trình phát triển thôi chứ chưa hoàn chỉnh. Wendy nhà mình là mèo cái. Dù mình nuôi kính và nuôi cùng mèo đực là Sunny, nhưng mà phải đến 13 tháng tuổi thì Wendy mới có kỳ động dục đầu tiên. Thời điểm động dục đầu tiên của Wendy tương đương với những con mèo sống ngoài tự nhiên, nhưng mà trễ hơn rất nhiều so với đa số các bé mèo nhà. Hiểu lầm thứ tư là raw food là loại thức ăn khó tiêu hóa cho mèo. Vì khi các bạn cho mèo ăn thử raw food thì mèo bị nôn hoặc là tiêu chảy. Mèo là động vật săn mồi và là loài ăn thịt bắt buộc. Con mồi trong tự nhiên của mèo là chuột, và mèo cũng đâu có dùng lửa để làm chính thức ăn đúng không? Cơ thể mèo được tạo hóa thiết kế để ăn raw food. Mèo có hàm răng sắc nhọn để xé thịt và nghiền xương sống khi ăn. Còn hệ tiêu hóa thì ngắn và có tính axit rất cao, thích hợp để xử lý thực phẩm sống. Cho nên nếu so sánh với hạt và pate thì raw food là loại thức ăn dễ tiêu hóa nhất cho mèo. Vậy tại sao khi bạn cho mèo ăn thử raw food thì mèo lại bị nôn hoặc là tiêu chảy? Theo mình thì có 3 nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là vì chúng ta cho mèo ăn một loại thực phẩm, ví dụ như là hạt khô trong thời gian dài. Hệ tiêu hóa của mèo đã được lập trình để chỉ ăn đúng một loại này từ ngày này qua ngày khác. Cho nên khi đột ngột đổi sang raw food thì cơ thể nó sẽ không thích nghi kịp. Để tránh tình trạng này thì lúc đầu chúng ta chỉ nên cho mèo ăn raw food một ít thôi, ăn raw food như bánh thưởng và theo dõi chất thải của mèo. Nếu ổn thì chúng ta mới tăng dần số lượng lên. Nguyên nhân thứ hai là mèo bị nôn và tiêu chảy là do có vấn đề ở khâu chuẩn bị, trữ đông, rã đông, hoặc là raw food bị để ở nhiệt độ phòng quá lâu làm cho nó bị ôi thiêu. Dù mèo là động vật ăn thịt nhưng mà nó chỉ xử lý tốt thực phẩm tươi thôi. Khi ăn thực phẩm hư hỏng thì cơ thể nó sẽ có phản xạ tự vệ, cố gắng tống thứ đó ra ngoài càng nhanh càng tốt trước khi nó kịp gây hại nhiều hơn. Mình có chia sẻ cách chuẩn bị raw food cho mèo trong video ở phía trên bên phải màn hình. Nếu bạn chưa xem thì tham khảo nha. Nguyên nhân thứ ba mà ít bạn nghĩ đến đó là vì mèo bị dị ứng với loại thức ăn đó. Ví dụ như bạn cho mèo ăn chim cút, ăn gà thì không sao, nhưng mà đến khi bạn cho mèo ăn cá thì nó sẽ nôn. Để tránh nguyên nhân này thì lúc đầu tập cho mèo ăn raw food, chúng ta chỉ nên tập cho mèo ăn một loại tại một thời điểm thôi. Tránh trộn chung nhiều loại để dễ phát hiện là mèo bị dị ứng với cái gì nha. À, còn một hiểu lầm nữa đó là mèo ăn raw food sẽ bị táo bón. Vì các bạn thấy là lượng chất thải của mèo khi ăn raw food ít hơn rất nhiều so với khi bạn cho mèo ăn hạt khô. Vì raw food là thực phẩm phù hợp với chủng loài, mèo hấp thụ tốt cho nên lượng chất thải sẽ giảm đi rõ rệt thôi. Không phải mèo bị táo bón đâu, bạn yên tâm nha. Chúc bé mèo của bạn luôn khỏe mạnh. Vì YouTube sẽ đề xuất những video có nhiều lượt thích, nên nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn thích để những thông tin này được chia sẻ đến nhiều người nha.